chú rể hoàng tuấn của chúng ta ngày hôm nay. Quý vị có cảm thấy chú rể của ta đẹp trai không ạ? Có. Đẹp trai không ạ? Có. Dạ vâng, đẹp trai lồng lộng bao cô mộng lấy mình. Ví dụ như cô Hoa quê ở Ninh Bình, Á Khôi cất tỉnh nhưng yêu chàng chẳng xong. Hay như cô Bích quê ở miền trong, cô Loan miền ngược, cô Son miền ngoài. Mà ở ngoài thì ngoài Tích Quảng Ninh lại còn có rất nhiều cô sinh. Mà người y cũng có, giáo viên thì cũng nhiều. Nhưng đôi bạn trẻ của chúng ta, họ đã gặp nhau tại một khóm trúc ven nàng, xung quanh trời hồi trăng vàng lên cao. Mà gặp Trang thì Tuấn đã xuyến sao, Trang ơi biết nói thế nào được đây. Nhìn càng đắm ngắm càng say, chưa say men rượu đã say men tình. Rằng anh đây sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Thái Bình nghĩa tình, Nghệ An quê em đó chúng mình yêu nhau. Khi tựa mới, khi tự mới, khi cúi đầu, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên. Và để giờ năm nay anh mới hỏi nàng, che kia đủ ná đã sàng được chưa? Mà ngày ngùng Trang cũng chỉ thưa, nói sao cho đẹp cho vừa lòng nhau, để cho anh về anh ấy buồn cau, mang sang làm bạn với dàn trầu nhà em. Giờ bao khi nghe những lời nói của lời nói của chú rể Hoàng Tuấn thì không có tình trạng của chúng ta rất là bối rối. Cô chẳng biết nói gì mà chỉ biết vân vê tà áo tím trên tay, chân đi dẫn lát đống cứt trâu bên đường, môi son má phấn bất thường. Nhìn anh em đã thấy thương anh rồi, chứ đừng nói nữa anh ơi, em đây đã hiểu ý của anh rồi. Thì chờ ngày 19 táo xanh, chờ ngày gió mát trăng thanh em chờ. Và tình yêu của đôi bạn trẻ không thể nói hết thành thơ, tháng năm mong đợi bây giờ là đây. Về mừng đám cưới hôm nay đã có tất cả anh em quân quật tại gia, có mong sơn ngọt điểm thêm hoa, chúc mai ai đã một nhà công khoai. Thì mừng cho chúc đã gặp mai, mừng cho gái đã cùng trai một nhà, vui lòng mẹ tỏa ý cha. Nếu anh vui chỉ ý cha bên mình, vui từ đồng ngõ vui đến nông thôn, vui từ thành thử vui về nơi đây, vui từ các nước phương Tây, vui xa nước bạn lại vui về nơi ta. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn trẻ, nếu mới thanh nghe tân đến, con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt, leo ra leo vào. Mà con kiến leo phải cành đào, leo phải cành cụt, lại leo vào leo ra. Và dù con kiến mà leo cành si, thì không biết đêm nay chú rể sẽ làm gì cô dâu. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn trẻ, nếu mới thanh nghe thân mến, chắc chắn đêm nay chú rể Hoàng Tuấn của chúng ta sẽ chẳng thể nào mà ngủ được. Chú rể của chúng ta sẽ thì thầm vào tai cô dâu Thủy Trang rằng, Trang ơi, tay trái anh để trên đầu, mà tay phải anh để ở đâu bây giờ? Rồi đây, cô dâu Thủy Trang của chúng ta cũng đáp lại rằng, anh Tuấn ơi, đêm nay em đã là người của anh rồi, mà tay trái anh để trên đầu, tay phải anh để ở đâu thì tùy. Một lần nữa xin được... Mời đến! Mời đến!